mới bắt đầu dùng thì uống một viên DHT cũng được không? Được nhá. Thế nhưng mà tùy theo tình trạng. Ví dụ như là tình trạng của bạn mà đang bị gặp vấn đề là rụng tóc bệnh lý nhá. Nếu mà bạn rụng trên 100 sợi mà nói chung là rụng đến cái mức mà bạn cảm thấy được là bạn đang bị hoang mang ấy, đang bị lo lắng ấy, thì nếu mà dùng một viên DHT này thì nó chứa khoảng 200mg sau palmetto, tức là 200mg cây cọ lùn nhá. Đấy, còn một cái serving của nó là 2 viên. Đấy, nếu mà chúng ta uống 2 viên thì nó là 400mg thì nó sẽ đủ để có thể ức chế DHT nó tốt hơn, nó tối ưu hơn. Còn nếu mà dùng một viên thì cũng được thôi, bởi vì thời gian đầu là mình dùng một viên mà. Thời điểm đầu mình dùng viên, sau đó mình cứ dùng 2 viên. Thế xong một thời gian là mình chuyển sang một viên. Thế khi mà tóc ổn rồi thì mình lại dùng một viên thôi. Nói chung là mới dùng thì có thể là cứ dùng 2 viên đi. Thế sau này thì khi mà tóc nó ổn rồi thì dùng sang một viên cũng đều ok nhá. Đó thì ở cái vấn đề tùy theo cái vấn đề của bạn. Bạn đang gặp phải tình trạng nó như thế nào? Bạn đang mới chỉ thưa thôi hay là bạn đã bị hở ra rồi? Đấy, nếu mà hở ra rồi thì tất nhiên là cần phải kết hợp cả minoxidil. Rồi thì hở ra rồi thì phải lăn kim nữa, rồi chưa kể bước làm sạch này, rồi thì omega 3 D3K2 astaxanthin. Nói chung là DHT blocker nó là một cái mà có đây, ví dụ như cái gút he này nó chứa là 18 thành phần, bao gồm có cả vitamin và cả 15mg kẽm cũng như là 5000mcg biotin. Thì trong này nó là hầu hết là những cái thành phần mà có thể là gì ạ, có thể giúp nuôi dưỡng nhá, nuôi dưỡng và ức chế cái tóc của bạn, cái DHT. Đấy, và cái tóc của bạn nó cũng sẽ cùng với đó để phục hồi. Thế nhưng mà cố gắng là gì, thời gian đầu mới sử dụng ấy, thì cố gắng 2 viên nhá. Còn 1 viên thì cũng ok thôi, 1 viên thì mình sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để mình tối ưu cái vấn đề rụng tóc của mình nhá. Và khi mà mình có một cái kinh nghiệm là dùng nó ổn rồi thì mình duy trì sang 1 viên là ok nhá. Rồi, nếu như mà bạn có thêm bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến rụng tóc hói đầu hay là những cái sản phẩm như DHT blocker thì bạn cứ comment nhá. Mình sẽ cố gắng để có thể chia sẻ hết tất cả những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của mình, những cái kiến thức của mình về sử dụng những cái sản phẩm này với bạn cũng như là với mọi người. Và mình là Nam, mình xin chào tạm biệt.